tiền đi. Pha đối đầu của hai cầu thủ mang số 13 trên. Đó là những pha xử lý kỹ thuật thường thấy của Santia. Lưu Quý Sốt. Bàn thắng đến theo một cách rất khó tin của các cầu thủ U22 Campuchia và nó đã khiến cho cầu trường của sân Olympic trở nên bùng nổ. Đó là một điều bất ngờ mà các cầu thủ Campuchia đã mang lại cho cổ động viên của mình. Một trận đấu mà chúng tôi đã nói rằng đây là một trận đấu chúng ta có thể kỳ vọng là một trận đấu rất hấp dẫn. Khi mà cầu thủ Campuchia mặc dù trình độ có thể không bằng nhưng họ vẫn đang thể hiện một tinh thần thi đấu rất đáng khen. Bàn thắng rất quan trọng đến vào thời điểm mà Campuchia đang rất gần. Nó sẽ vực dậy tinh thần cho đội chủ nhà và mang tới hy vọng cho đội bóng này. Sự bùng nổ cảm xúc của sân Olympic. Hy vọng đã trở lại. Và đó là pha lập công của tiền vệ trung tâm Sovan Makara.